người để ý mà ăn món hoa mà cái chảo mà nó hơi đen đen á là mới ngon á, chứ cái chảo thường trắng trắng á là chưa có đâu. Thật ra thì Phú để ý như là đầu bếp họ thường họ khi mà họ mua chảo về là họ sẽ nấu đốt cái chảo. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VnFood Travel. Hiện tại thì Phú đang ở đường Lão Tử, sau lưng Phú chính là ở quán Ôm Lăng chùa Quan Âm. Đây là một ngôi chùa rất là linh thiêng và rất là nổi tiếng ở khu vực quận 5. Tuổi đời của nó là khoảng 300 năm, do những người Trung Hoa là thuộc tỉnh Phước Kiến đã xây dựng nên. Ngôi chùa này rất là linh thiêng luôn đó nha. Phía trước chùa là sẽ có bán dầu ăn. Đó là một trong những cái lễ vật mà chúng ta sẽ đi vào chùa, chúng ta mua để cúng ngoài nhang. Nhang thì chúng ta cũng sẽ cúng nhưng mà cũng không có nhiều đâu. Phú thì chỉ chia sẻ sơ sơ thôi. Kiến trúc của bên trong cũng rất là độc đáo, là từ gỗ và đá. Trở lại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thưởng thức một món ăn, đó là hủ tiếu xào. Y kỳ đó. Ở ngay địa chỉ là 177 đường Lương Nhữ Học. Ăn. Đó, rồi. Có bán dĩa nữa cả nhà, mình có thể mình gọi một dĩa là mình ngồi quán cà phê, làm đi cà phê sữa đá là chuẩn bài buổi sáng á. Cái tủ này trước nay cũng vậy luôn hả chú? Rồi, bể mấy cái rồi. Bể mấy cái. Cái này chú có phải học hay là được gia truyền gì lại không? Ngày xưa theo ông vợ bán. Dạ. Ngày xưa theo ông vợ bán rồi biết. Ồ. Vậy là 33 năm đó là trước nữa là có là đi làm chú, làm công. Dạ chú có bán. Hủ tiếu xào áp chảo được nhờ, ngon là nhờ cái cháy này nè cả nhà. Hơi cát cát mình thôi mới thôi. Chú bán từ mấy giờ? Một khi giao tới đây là 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi. Tới mấy giờ thì chú nghỉ? Hết mấy kêu tiếu là nghỉ. Hết hủ tiếu nghỉ. Chú mỗi ngày chú bán mấy ký? Thường khi là 6 ký 7 ký. 6 ký 7 ký. Nếu mà bán hết sớm thì 9 giờ mấy 10 giờ xong. Đây. Khỏi lấy nữa. Ở đây chú bán là xài sữa tiếu cộng nhỏ. Thường là con thấy là có nhiều người bán hủ tiếu này xài cái bản bự to hơn. Đúng rồi. Đây là một dĩa xoài kỹ hơn ha. Rồi thêm dĩa nữa ha.
Tùy theo cái tùy theo cái khu người ta ăn, có người ta ăn không nhỏ, có người ta ăn không lớn. Dạ. Rồi còn nhà chú làm thêm gì nữa? À, đấy là nãy là hỏi này đúng không? Từ đáng hỏi. Ví dụ thêm một trứng là bao nhiêu chú? Thêm một trứng là thêm 5.000. 5.000 là 25.000. Không lẽ lắm. Thì đó, chắc đủ rồi. Nhóm liền đơn nha nha. Cái này dĩa này chú là lấy con hai trứng nha. À. Cũng không lấy tương ớt luôn. Cái này là cái gì? Cái này nước, để nhiều khi hủ tiếu khô quá các bạn lại chút xíu nước rồi cho nó mềm. À dạ, đây là nước. Ở trên là phải lớn. Ít tư xào thôi. Hồi nãy chú có chia sẻ cả nhà là lúc trước chú bán đông là chú để sẽ để hủ tiếu giáp dòng cái gì, cái chảo gì nè để cho nó coi hay hay coi hay hay nè. Bột nêm bột ngọt bây giờ bán chậm lắm hả chú? Tức là từ cái Covid nó bắt đầu Covid chậm dữ. Dạ. Chú là người quản hay người tiều? Người tiều. Nếu mà ai có từng biết xe chú thì có thể để ý cái món này nè. Thường thường chú chè chú xào á, chú sẽ để có một cái phần, cứ mỗi một phần xong chú để một cái nhúm lại dư ra đó. Dạ. Có nhiều người á thì không phải riêng chú, con thể để ý, có nhiều người để ý là người Hoa mình bán theo cái phong cách như vậy á. Họ nghĩ là có cái gì may mắn. Cái hậu. Dạ, cái hậu may mắn rồi cái bán tiếp. Nhưng mà cái đó là chú để đi dư thôi đúng không? Dư thôi. Hai trứng. À, chú tán cái trứng nó đều ra, thêm ít mỡ. À, nó phải chín một cái thì chú mới đập thêm trứng. Hai mặt. À, rồi. À, chú bị chụp hình bạn ơi. Đây, chú tán này chụp hình luôn. Rồi. Hay là chú được bao nhiêu rồi? Chú bán thêm 62. Chú dự định khi bán tới và đi nào không? Chưa biết hả? Cứ làm nổi thì làm thôi. Dạ. Khỏi khỏi lấy tương ớt. Dạ. Rồi. Đó. Lại một buổi thứ hai. Rồi. Rồi coi tiếp luôn cả nhà. Chú xào hai dĩa. Dạ mày. Và cái món này cũng tuy là đơn giản nhưng mà về cái thức làm thì nó cũng phải thuộc về là quen tay mới làm. Cái nước màu này con thấy ngộ quá vậy chú. Hả? Cái nước màu con thấy nó xanh đậm đặc quá. Của Bến Tre nó vậy. À. Nó nấu bằng nước dừa mà. Nước dừa. Ồ, thắng lại nhìn nó rất là sệt luôn á cả nhà. Thế à? À, mình xem cái dịch dụng của chú là rất là xưa. À, cái bình ấm trà, đũa nè. Ở cái này đạt nè, quá đã. Nhà chú có gần ở đây không? Giờ xa, ở bốn xã. Hả? Ở đâu? Bốn xã. Bốn xã? Ở đâu? Công an hả? Ở bốn xã. Ồ. Ủa vậy là chú chạy xe, chú kéo theo chiếc xe này lên? Không, xe này gửi ở bến xe Chợ Lớn. À dạ. Rồi xong mình chạy xe ra rồi mình lấy lồ xong xuôi cái mình đẩy xe ra. Rồi. Đây là hai phần gì nó nhiều không? À, không phần gì không có đã. Cả nhà ha. Cho mọi người coi cảnh xào cho đã luôn. Người để ý mà ăn món Hoa mà cái chảo mà nó hơi đen đen á là mới ngon á. Chứ cái chảo thường trắng trắng á là chưa có đâu. Thì thật ra thì chú để ý như là đầu bếp thường khi mà họ mua chảo về là họ sẽ nấu. Rồi.
lộn đốt cái chậu. Cái đũa là thấy là phong cách người Hoa liền thế nha. Đây dĩa này là dĩa của Phú, 25.000 hai trứng. Hồi nãy Phú quên chia sẻ thì chú sẽ bán coi như là 7:30 là chú ra đây. Đi từ Hồng Bàng mình đi vô một tí xíu thôi là tới rồi. Nói chung là nằm ngay gần cắt giao với đường Lão Tử. Và chú bán thì cái giờ cũng như chừng, nếu mà ngày mà đông thì chú bán khoảng tới 9 giờ mấy là chú hết rồi. Còn trễ lắm là 12 giờ chú mới hết nha. Và ngày chay thì chú không có bán. Rồi, để đúng bài hơn thì Phú đã gọi một ly cà phê sữa. Nhìn là đã bữa sáng ha cả nhà. Rồi, Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà của chú anh chị cùng tất các bạn chúng ta thưởng thức ngủ chú sao, hát chào. À, mình bỏ thường thường mình lấy ăn cái phần cháy cháy thôi. Giờ cái khác thì mình nhạt bớt, còn không ăn vẫn được mà mình vẫn ăn nhiều. Đấy, mình để cái đi. Đây, cái hủ tiếu đã cháy rồi. Nhiều quá, để nãy giờ. Không thịt bò, không thịt thà, như là trứng, rau, hủ tiếu thôi. Những cái phần mà nó cháy xém nhẹ cả nhà, nó cháy giòn giòn một chút, ngon, nó có mùi khói. Muốn ngồi ở quán cà phê đối diện. Bơn ăn món này đơn giản mà nó mang cảm giác rồi đúng không? Người ta cũng lâu rồi cũng mới ăn lại cái món này á. Ủa đúng không ta? Ăn cái kiểu áp chảo thì đúng là lâu rồi. Như là bữa giờ có quay cái món hủ tiếu nó xào không ta? Không. Đây. Ngon nha. Để lâu quá, bây giờ để tăng hương vị ngon hơn thì chúng ta không thể thiếu tương ớt. Mời bạn. Tới đây anh. Tôi đi mua một cái chai nè. Thật ra thì chưa có bán, nhưng mà mình vẫn khuyên thì mình mua cái ăn về. Nếu mà cả nhà mà đi làm ở chỗ có tương ớt thì mình đổi cái tương ớt này ăn sẽ ngon hơn. Chờ chú hỏi quay nữa không? Chú hỏi quay nữa không kìa. Chú quay. Ồ ừ. Chú dễ thương quá. Đang tụi mình đang quay trở bên kia, chú hỏi quay tiếp không? Để chú làm nhiều hơn nè. Chú đang bán bao nhiêu phần vậy chú? 4 phần. 4 phần.
4 phần nhưng mà con thấy là chú cũng là làm theo từng phần đúng không, mới đập một lần chú làm từng phần. Canh chuẩn bị đập cái trứng nữa, chụp cái này nhiều. Phú đã đi mua một cái chai tương ớt riêng như vậy. Thực ra thì cái này thì tùy sở thích của mọi người thôi, thì Phú cũng khuyến cáo. Thì tương ớt của chú bán là dạng tương ớt bình loại 5kg. Nếu mà ai mình Phú khuyên thì mình ăn tương ớt này nó ngon hơn là những cái tương ớt dạng ấy. Trộn lên rồi gắp nguyên miếng trộn với nhỏ. Đó, có tương ớt dính. Tương ớt chili mép vẫn là đỉnh mà. Cay cay là ngon liền không? Cả nhà thấy giữa hủ tiếu xào áp chảo như thế nào? Mọi người và các bạn có ai biết chỗ bán những món dạng giống vậy à? Hay là cái món này nè, chia sẻ cho Phú biết nha, để mình quay chia sẻ cho mọi người. Dính là thành khói, trứng nó len lỏi nó bám lại. Chú bán cũng nhiều hủ tiếu nữa nha. Hai ba lật lên đó, chạy chạy dưới đây nè. Nghĩa là thời gian mà đô thị quá lên thì dần dần là những cái món mà kiểu như dạng như vậy thì dần dần nó ít, càng ngày càng ít hơn cả nhà, kiếm khó. Cái này mà uống bằng cái ly ấy nữa là đã luôn á, chuẩn Sài Gòn luôn. Nó đã rồi, làm tiếp miếng, xin phép cả nhà nha. Chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.